Chào các bạn. Hôm nay là bữa ăn chung đầu tiên của Parker, con béc dê mới của trại, cùng với Ivo và Isiro. Thì mời mọi người cùng xem nhé. Trại mình thì công việc nó rất là bận, cho nên là hầu hết là mình cho ăn hạt và thịt. Thịt thì chủ yếu là thịt gà. Mọi người cùng xem cái các cái con chó, chúng nó rất là đói, nhưng mà khi mà cho ăn thì gọi đến tên con nào con ấy ra. Rồi, ra đây là ba đứa ra đây. Đi cô ra đây nè. Siro. Siro. Siro này, của Parker. Đi cô ra đây. Parker thì là cái thành viên mới của trại. Nhưng mà hai cái thành viên cũ là Ego và Isiro thì các bạn thấy là gọi tên thì chúng nó ra. Hôm nay là bữa ăn mà để mà kiểm tra xem là cái mức ăn của Parker là bao nhiêu để biết đường điều chỉnh. Ở chó ở cái tuổi này thì chúng ta sẽ cho ăn khoảng 70% cái lượng ăn tối đa của con chó. Tùy các bạn cho ăn đồ ăn là gì nữa nha các bạn nhé. Nếu mà các bạn mà cho ăn cơm đảo với lại thịt thì chúng ta áp dụng cũng như vậy, ăn 70% cái lượng ăn tối đa của con chó, chứ chúng ta không cho ăn 100% đâu. Khi chúng ta cho nó ăn quá nhiều thì cái dạ dày nó bị căng, nó cũng sẽ không tiêu hóa được nhiều đâu, mà nó rất dễ phát sinh các cái bệnh về đường tiêu hóa. Cho ăn 70% thôi. Ego và Isiro thì có cỡ rồi. Cũng chính là vì cho ăn 70% cho nên là hôm nay hạt ngâm cho nở ra trước rồi, rồi mới cho chúng nó ăn để cho nó dễ tiêu hóa hơn. Còn bình thường nếu mà như ở trại mình mà mình cho ăn cái lượng ăn tiêu chuẩn của chúng nó ấy, khi đã xác định cái cỡ ăn rồi ấy, thì thường là mình chỉ ngâm được khoảng 5 phút thôi. Tức là hạt nó hơi ướt hoặc là có thể là hạt khô đảo một chút nước mà. Rồi đảo chibi là cho nó ăn thôi. 100% chó thì đều được dùng chibi. Parker thì mới về nhà thôi, nhưng mà khi mà Parker còn ở cái trại cũ thì Parker cũng đã được dùng chibi từ bé rồi. Đấy, nó một là cái trại nuôi Parker là cũng dùng cái chibi này. Hai là nếu mà giả sử như là trại mà không dùng thì mình mà đã ngắm mua nó thì mình cũng sẽ yêu cầu cái người nuôi nuôi giúp mình cho nó ăn, bởi vì ăn cái này nó rất là tốt cho cái đường tiêu hóa và cái đường ruột của con chó và cái lông của con chó, cái chất lông của con chó. Các bạn sẽ thấy tất cả các cái con chó của Gobi nhà mình thì kể cả là khi con chó nó thay lông hay là như thế nào đấy, lúc nào lông nó cũng bóng mượt, là nhờ cái bột khoáng dinh dưỡng chibi powder đấy. Từ già đến trẻ, từ chó già đến chó trẻ, đến chó con, tất cả đều dùng. Sau cái bữa ăn thả phanh này thì xác định được cái lượng ăn của Parker thì từ bữa sau sẽ cho Parker ăn 70% cái lượng ăn. Lúc nãy nói về cái việc là tùy các bạn cho ăn gì nữa thì nó là cái câu chuyện là mỗi một cái hãng, nếu các bạn cũng cho ăn cám hạt như là ở trại Gervie nhà mình ấy, thì mỗi một cái hãng cám các cái hàm lượng dinh dưỡng các thứ nó sẽ khác nhau, cho nên là cái lượng ăn của con chó quy định là nó cũng khác nhau. Nhưng mà nếu mà các bạn lựa chọn những cái hãng cám mà nó ăn nhiều, con chó nó ăn nhiều, nó cũng có không có bị đi ngoài. Một số hãng cám thì nó ăn nhiều, con chó nó ăn nhiều và nó sẽ bị đi ngoài, là những cái hãng cám mà có cái hàm lượng đạm ở trong cám nó rất là cao, hoặc là một số hãng thì cái đạm ở trong cám là cái đạm nó khó tiêu. Thì khi mà chúng ta cho ăn nhiều một cái là con chó sẽ bị đi ngoài và đi phân đen ngay. Thì khi mà các bạn cho ăn những cái đang cho con chó của mình ăn những cái hãng những cái loại cám hạt đấy thì chúng ta lại
phải ăn theo cái định lượng ghi ở trên bao bì. Còn với các cái hãng cám hoặc là các bạn cho ăn cơm thịt thì các bạn có thể cho ăn thoải mái được ấy, mà con chó nó không bị đi ngoài, thì chúng ta cũng chỉ cho ăn 70% cái lượng ăn của con chó thôi, chứ chúng ta không có cho nó ăn theo kiểu thả phanh đâu. Như cái bữa hôm nay là mình cho ăn thả phanh là mình để mình đo cái lượng ăn của con chó xem nó ăn được bao nhiêu, để mà bữa các bữa tiếp theo mình sẽ cho nó ăn 70% của cái lượng ăn tối đa này. Kể cả là như Igo và Ishiro cũng vậy, là cái lượng ăn của con chó nó đang ở tuổi lớn là chúng ta sẽ điều chỉnh liên tục, chứ không phải là cứ lúc nào nó cũng như vậy. Và tùy vào cái thời gian, nếu mà ở cái tuổi này của con chó mà chúng ta có thời gian, chúng ta cho nó ăn chia ra một ngày 3 bữa là tốt nhất. Nhưng bởi vì là trại nhà mình thì cũng bận nhiều việc, cho nên là ở tuổi này, nhưng mà bọn nhà mình cũng chỉ ăn được ăn một ngày 2 bữa thôi. Mà như thế là nó cũng rất là dễ phát sinh ở cái là nếu mà cho ăn nhiều quá là có thể nó không tiêu được, là nó sẽ ra phân sống. Thành ra là cái việc chăm nó cũng khá là phức tạp, ở cái là cho ăn ít thì sợ là con chó nó sẽ bị thiếu cái lượng dinh dưỡng, mà cho ăn nhiều thì lại con chó này lại không tiêu hóa được, phân nó sống. Thành ra là sẽ phải điều chỉnh liên tục để luôn luôn ăn ở mức 70% cái lượng ăn của nó thôi. Để mà cái con chó nó được ăn nhiều nhất có thể theo cái quỹ thời gian của mình, và con chó nó vẫn tiêu hóa tốt. Còn nếu mà bạn nào mà nuôi chó mà chúng ta mà có cái điều kiện để mà chúng ta một ngày cho con chó ăn 3 bữa thì đấy là một cái quá là tuyệt vời. Như đấy các bạn mới biết là không phải là ai nuôi chó cũng có một cái quỹ thời gian như vậy đâu. Đấy là các bạn đang rất là may mắn đấy. Khi mà các bạn có một cái công việc nào đấy ở gần nhà, ở cái quỹ thời gian cố định, một ngày cho con chó ăn 3 bữa, sáng, trưa, tối, thì con chó của các bạn chăm là nó sẽ thường nó lớn nhanh hơn con chó của trại chăm. Đây là mình cầm cái bát lên để tránh cái tiếng bát nó cọ xuống nền nha các bạn nhé, chứ không phải là cầm bát lên để gạ con chó ăn đâu. Tức là nguyên tắc ăn khi mà cho chó ăn là chúng ta sẽ cho nó để cho nó tự ăn cái phần của nó. Khi nào nó không ăn nữa thì đấy là chúng ta xác định được cái phần ăn tối đa của nó đấy. Phần ăn tối đa của nó là bao nhiêu thì bữa sau tiếp theo chúng ta sẽ chỉ cho ăn 70% cái lượng ấy thôi. Bởi vì là có một mình tự quay video thôi, để mà giới thiệu với mọi người cũng chia sẻ thôi, nên là nó sẽ có cái hình ảnh nó hơi nghèo nàn một chút. Hôm nay là video quay ban ngày, thành ra là âm thanh tiếng ồn hơi nhiều. Chính vì thế cho nên là phải bỏ cái âm thanh gốc ở trong video đi. Chào các bạn, bữa ăn hôm nay của chúng tôi đến đây là kết thúc. Sau đây thì xem Ego và Parker nắn gân nhau, xem hai thằng được lựa nó nắn gân nhau một tí. Chúc mọi người xem video vui vẻ nhé. Có đoạn là ba anh em có tự sướng một đoạn, ba thằng đàn ông tự sướng một đoạn kỷ niệm mà buồn cười quá, có một mình quay video thôi, thành ra là chẳng biết là nó hình ảnh nó có vào ở trong video không. May quá là nó có vào. Thôi chúc mọi người xem video vui vẻ nhé. Mọi người ủng hộ Govi bằng cách là like và share các cái video mà mọi người thích nhé. Xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo. Thank you. Chắc còn quay không? Còn rồi, đứng ở đấy được đấy. Nào, hai đứa ra đây xem nào. Hơi ngửa cái này lên một tí. Hai đứa ra đây. Igo ra đây, Igo. Igo ra đây. Igo. Bác chúng ta làm kiểu. Ngồi xuống.
con Parker, thế thì con Parker đứng đây nè. Vô cẩu rồi đấy. Đấy, hai thằng xem thằng nào là anh. Xem thằng nào là anh ở trong nhà này. Anh cho phép hai đứa tỉ thí. Giờ có thể tỉ thí được. Đấy, tỉ thí đi. Cùng hạng cân đấy. Cùng hạng chiều cao. Không tỉ thí à? Hả? À? Đi vệ sinh đi để anh dọn nào. Vệ sinh đi để anh dọn dẹp.